Vâng, thưa quý vị, Việt Nam chúng ta có nổi tiếng, rất là nổi tiếng với cái môn bánh cuốn. Nhất là cái bánh cuốn mà có nước mắm cà cuốn nữa thì rất là ngon quý vị. Tuy nhiên, hải ngoại này đó thì chúng ta ít có được dịp để thưởng thức một cái đĩa bánh cuốn truyền thống. Có nghĩa là nó nấu trên một cái tấm vải, hấp nước lên đó, tráng bộ trên một tấm vải đó thì cũng ít thấy lắm. Và bây giờ thì muốn ăn bánh cuốn thì chỉ có ra tiệm thôi, ra tiệm restaurant có nhiều người người ta sẽ còn làm cái kiểu đó nữa. Nhưng mà đa phần bây giờ đó thì họ sẽ không còn làm kiểu đó nữa quý vị. Bây giờ người ta làm bánh cuốn bằng chảo. Có nghĩa là cũng bột như vậy nhưng mà pha một cách hơi khác một chút. Đổ lên cái chảo không dính và đổ ra ăn lập tức ngay liền. Nó cũng tương tự như cái bánh cuốn mà tráng ở trên cái vải vậy. Thì dĩ nhiên nó có hơi khác chút, cái chất lượng nó cũng còn khoảng chừng 70-80% thôi. Nhưng mà thay vào đó thì nó tiện lợi và ai cũng có thể làm ở nhà được. Ngày hôm nay Mặc Lâm cũng trình bày với quý vị cách làm bánh cuốn chảo đó để cho chúng ta có thể làm ở nhà. Nhưng mà có một cái chúng ta vẫn phải giữ, đó là cái nhân và cái nước mắm. Đó là hai cái trong khả năng của chúng ta còn giữ được, ngoại trừ cái bánh cuốn hấp ở trên vải đó thì chúng ta không làm được. Nhưng mà cái nhân của nó và nước mắm chúng ta vẫn làm được và Mặc Lâm sẽ giữ cái công thức đó để mà chúng ta có thể làm hôm nay. Thì để làm cái nhân đó thì bây giờ Mặc Lâm làm tới đâu sẽ diễn tả cái liều lượng đó cho quý vị biết. Thì chúng ta nhân đó, thì chúng ta có những cái nguyên liệu là như thế này. Thứ nhất đó là thịt băm, thịt heo đó quý vị, thịt heo mà có thể là quý vị mua về băm cũng được, hoặc quý vị nhân tiện mua cái thịt người ta xay sẵn thì cũng được. Thứ hai là cái nấm nấm mèo, tất nhiên là mộc nhĩ đó. Cái nấm mèo mà ngâm nước ra cho nó mềm rồi quý vị băm đây. Thứ ba là cà rốt băm cũng nhỏ như vậy. Không cần luộc, khi mà quý vị băm nhỏ như vậy rồi đó, một lát quý vị xào lên thì nó sẽ chín luôn. Và cái thứ tư đó không thể thiếu, đó là củ sắn quý vị. Cái củ sắn nó làm cho cái nhân nó mềm và nó giòn nữa. Khi nó ăn đó, nó có khi trong miệng của chúng ta nó mềm và nó có nước nữa. Thì củ sắn đó thì ở đây thì cũng bầm ra nhỏ ra, nhưng không có nhỏ quá, cũng không có lớn quá. Đây là cái bốn cái nguyên liệu cần thiết. Và một lát nữa chúng ta, cái tôm cháy nữa, tôm cháy là chúng ta sẽ bỏ lên trên cái bánh. Và đi đi kèm đó thì có hành hành phi. Đó là những cái vật sau. Bây giờ chúng ta làm nhân. Nhân thì bốn cái này chúng ta sẽ xào chung với nhau. Vâng, sau khi mà chảo nóng lên rồi đó, quý vị cho dầu vào quý vị. Vị đầu tiên chúng ta có một muỗng ăn canh đầy hành tím băm ra để bỏ vào đây cho nó thơm, cái món xào của chúng ta đã bỏ vào đây cho nó thơm. Rồi bây giờ nó đã thơm lên rồi. Bây giờ chúng ta có 70 gram thịt heo xay. 70 gram nha quý vị. Bây giờ chúng ta có thể nêm cái nêm nếm vào cái thẳng ở đây. Thứ nhất là chúng ta có một muỗng cà phê bột bột gà đó quý vị. Đây là loại bột gà Mặc Lâm thường dùng đây, một muỗng cà phê. Nửa muỗng cà phê đường. 1/4 muỗng cà phê tiêu, 1/4 muỗng cà phê quý vị. Cái này rất là đơn giản nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta cứ làm đúng cái cân lượng như vậy đó thì nó sẽ ngon lắm quý vị, đừng có lo. Đây, Mặc Lâm đã làm thử rất nhiều lần. Bây giờ quý vị bỏ cà rốt vào. Nấm mèo tại vì chúng ta đã ngâm nước nó mềm rồi cho nên bỏ sau cũng được. Bây giờ chúng ta bỏ nấm mèo vào. Nấm mèo thì chúng ta có 3 muỗng ăn canh nha quý vị, cà rốt thì có 2 muỗng ăn canh.
Nhưng củ sắn thì chúng ta có nhiều hơn một chút. Bây giờ chúng ta bỏ củ sắn luôn. Bây giờ chúng ta quý vị bỏ cho 3 muỗng canh thật đầy như vậy, 3 muỗng. Vâng, Mạc Lâm không muốn nó quá nhiều, tại vì nó quá nhiều nó sẽ không có cân đối với lại những cái phần còn lại ở đây. Bây giờ thì nó cân đối rồi, cho nên quý vị thấy nó rất là vừa ăn. Và nếu chúng ta bỏ nó nhiều hơn những món khác đó, cái gì cũng vậy, nó phải có tỷ lệ với nó. Chứ nếu không thì nó sẽ không ngon đâu. Làm món này nếu quý vị chuẩn bị sẵn nguyên liệu đó thì làm rất là nhanh. Chúng ta có thể ăn cả gia đình và chuẩn bị trong vòng một tiếng đồng hồ, có thể cả gia đình có món một món bánh cuốn ăn tại nhà ăn buổi sáng rồi quý vị. Vâng, bây giờ thì ra chín, chúng ta tắt lửa để chuẩn bị làm nước mắm quý vị. Vâng, nước mắm thì Mạc Lâm quan niệm rằng cái nước mắm ăn bánh cuốn không có chua quá, nó vừa chua hơi nhẹ và nó ngọt và ngọt thanh. Như vậy thì ngày hôm nay làm để cho làm nước cuốn này đó thì Mạc Lâm có một 4 tép tỏi và một trái ớt sừng. Ớt sừng đỏ nó không cay đó quý vị. Tại vì chúng ta không, nếu ai muốn ăn cay thì ăn nhiều, còn nếu bình thường thì không có cay. Cho nên cái ớt đó và tỏi Mạc Lâm băm nhỏ ra, đâm nhỏ ra quý vị, đâm nhuyễn đó. Đâm nhuyễn nó sẽ hòa trộn với nước mắm, nó ra cái màu nó đẹp hơn là băm. Nếu quý vị không có đâm băm thì nó sẽ không đẹp đâu. Bây giờ thì chúng ta có giấm, đầu tiên có giấm quý vị. Giấm thì Mạc Lâm xài giấm gạo mà giấm màu vàng này của Nhật đó, cái độ chua của nó đó, nó ít hơn, ít chua hơn công nghiệp, tức là giấm trắng đó. Mà giấm công nghiệp đó thì nó chua lắm. Bây giờ chúng ta sẽ dùng giấm gạo này. Thì cái giấm này đó Mạc Lâm bỏ vào đây một muỗng ăn canh. Vâng, một muỗng ăn canh quý vị. Riêng về đường đó thì Mạc Lâm sẽ dùng cái đường vàng. Cái đường vàng này nó không phải là cái đường như cái đường Việt Nam của chúng ta mà nó hôi, nó cũng thơm lắm nhưng cái độ vàng của nó không phải là được cắt trắng. Thì Mạc Lâm sẽ cho vào đây 3 muỗng ăn canh đường. Ngang mặt này vậy quý vị, 3 muỗng ăn canh. Lý do Mạc Lâm xài cái sử dụng cái đường vàng này đó thì vì một lát nữa quý vị làm ra đó thì cái màu vàng nó của nước mắm nó đẹp hơn cái đường cát. Và để nước mắm đó thì Mạc Lâm xài cái nước mắm vị xưa này. Đây là một loại nước mắm mà rất là ngon, độ đạm cao, mà cho dù có ăn tới hết cái cuối cùng nó vẫn không có bị trở mùi hay là gì cả. Mạc Lâm đã xài nó mấy năm nay rồi quý vị. Bây giờ chúng ta cho đường và nước mắm bằng nhau, có nghĩa là cũng 3 muỗng canh đầy nước mắm. Vâng, 3 muỗng. Riêng về nước đó thì quý vị cho nước chín nha quý vị, đừng có lấy nước sôi, nước chín thôi mà để nguội lại. Quý vị cho vào đây 5 muỗng. 1 2 3 4 5. Đây là cái số lượng mà Mạc Lâm sử dụng cho cái bánh cuốn hôm nay, vì bánh cuốn chúng ta làm nó cũng ít thôi chứ không có nhiều. Cho nên làm đủ nó ăn, nó đi vừa với lại cái nhân bánh và bột bánh. Ba cái loại này nó sẽ đi với nhau. Và quý vị thấy khi mà sử dụng cái lượng mà đường mà màu vàng đậm đó, thì khi nước mắm nó ra đó thì nó sẽ đậm như thế này quý vị, nó không còn lợt nữa. Và nhìn nó rất là ngon. Ở đây tuy ớt nổi lên như vậy nhưng quý vị yên tâm nó sẽ không cay chút nào hết. Tại vì đây là loại ớt sừng, cái ớt để mà trang trí thôi, không có cay gì hết á. Còn với quý vị nào muốn ăn cay đó thì nên ăn thêm ớt ở ngoài. Vâng, đây là cái nước mắm sẽ pha vào quý vị. Và Mạc Lâm đã pha rất nhiều lần theo cái tiêu chuẩn này. Tuy nhiên mỗi một loại thức ăn thì nước mắm pha một cách riêng. Chứ không phải là ăn pha một loại nước mắm rồi ăn hết tất cả mọi thứ, không được. Nước mắm mà cơm tấm nó khác, nước mắm ăn bún thịt nướng nó khác nữa, ăn bún thì nó khác nữa quý vị. Cho nên đây là cái loại mà chúng ta để ăn với bột thì cái pha nước mắm kiểu này. Vâng, bây giờ nước mắm rồi và cái nhân cũng rồi, cũng xong rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu pha bột để làm bánh cuốn quý vị. Vâng, chúng ta có hai loại bột hôm nay là có bột gạo và bột năng quý vị. Bột gạo thì Mạc Lâm sẽ dùng cái loại này, cái nhãn hiệu này và một cốc đúng quý vị, một cốc. Tức là một chén đó,
Và bột năng á, thì quý vị dùng như bột mà như mặt lâm dùng ở đây là cũng một một cốc luôn, hai cái loại bột này bằng nhau. Bây giờ chúng ta trộn hai cái bột này lên lại với nhau và cho vào đây nửa muỗng cà phê muối quý vị. Quý vị trộn nó vào cho nó đều hết đã, trước khi bỏ nước vào. Vâng, bây giờ thì với cái hai cốc bột á, thì chúng ta có 4 cốc nước thì nó gấp đôi đi quý vị. Bây giờ chúng ta bỏ với 4 cốc nước vào đây. Nước ấm thôi, không có cần lạnh cũng không cần nóng lắm. Và 4 cốc đầy nè, như quý vị, 4 cốc tất cả. Bốn cốc nước này nó tương đương với 1 lít nước đó quý vị. Bây giờ thì chúng ta quậy nó lên. Cố gắng quậy cho nó tan hết nha quý vị, chứ đừng có để cho nó lợn cợn cái bột. Tại vì khi nó lợn cợn cái bột đó thì vào bánh chúng ta đổ sẽ hư bánh á. Bây giờ quý vị bỏ vào đây 1 muỗng cà phê hoặc 2 muỗng cà phê cũng được, dầu ăn đó quý vị, 2 muỗng. Vâng. Cái dầu ăn này nó làm cho cái bánh nó trong hơn, và khi mà chúng ta lấy nó ra nó cũng dễ hơn một chút nữa. Vâng, bây giờ thì đánh rồi nó đã tan hết rồi quý vị, để bột qua một bên. Vâng, bây giờ quý vị chuẩn bị cho một cái chảo không dính nha quý vị. Thì cái chảo này chừng khoảng 8 inch, cái lòng 8 inch thôi. Còn nếu quý vị có 10 inch hay 12 inch cũng được nữa, không sao cả. Cái lần đầu tiên mà chúng ta bỏ vào đó thì quý vị cho một ít dầu thôi. Tráng chung quanh này. Nhưng chúng ta sẽ không để dầu dính nha quý vị. Chúng ta lau cái dầu cho nó khô và bắt đầu mở lửa lên. Bên cạnh đó, một lát khi mà đổ ra đó, chúng ta có mà quý vị nếu mà có một cái tấm ni lông, quý vị tráng căng ở trên cái thớt cũng được. Hoặc là cái tấm này là cái tấm để mà nướng thịt hay là nướng ở trong bếp nướng đó, quý vị để ở đây và quý vị cho một ít dầu lên trên cái tấm này. Quét một ít dầu lên. Để lát chúng ta bỏ cái bánh xuống đây nó không bị dính đó quý vị. Vâng. Khi chảo nó ấm rồi đó quý vị. Quý vị quậy bột lên để cẩn thận để những cái bột nó còn lắng ở dưới đó đó. Quý vị cho một muỗng lên đây và quý vị tráng chung quanh. Cho thêm một chút nữa cho nó đúng cái ý quý vị muốn. Và chúng ta đậy cái nắp lại. Bây giờ quý vị lửa đó quý vị phải cho thật nhỏ nha quý vị, chứ đừng có nhiều quá, đó, nhỏ như vậy thôi. Cho nếu quý vị cho nhiều quá đó thì nó có thể nó bị khô bột hết á. Khi quý vị mà mở lên thấy nó chưa có chín hẳn thì quý vị có thể chờ nó một chút xíu. Vâng, bây giờ chúng ta đổ bánh ra quý vị. Bánh nó đã chín rồi, quý vị úp cái bánh lên trên cái tấm này. Bây giờ quý vị bỏ cái nhân lên. Tại vì chúng ta làm từng cái cho nên quý vị đừng có để lửa nha quý vị. Chúng ta tắt lửa đi. Đừng có để lửa. Quý vị lấy chiếc một đôi đũa. Quý vị úp nó lên. Quý vị thấy rất là dễ làm quý vị. Nó không có khó đâu. Vâng. Và chúng ta bỏ ra dĩa quý vị.
Cứ như thế là tuần tự chúng ta làm, quý vị thấy cái bột nó rất là trong. Bây giờ chúng ta làm cái bánh thứ hai. Quý vị chỉ cho lửa nó hơi nóng chảo thôi, nhưng quý vị đừng có cho chảo nóng quá. Và nhớ nhớ là lúc nào chúng ta cũng phải quậy bột lên trước khi đổ vào. Và chúng ta đậy nắp lại liền quý vị. Cái bánh quý vị làm như vậy đó thì nó sẽ láng cái mặt và nó rất là nhuyễn cái mặt. Vâng, khi mở ra thăm nó coi thử nó chín chưa. Bây giờ nó cũng còn hơi chưa chưa được chín nữa. Chúng ta cho chờ nó chút xíu nữa quý vị. Vâng, bây giờ trước khi lấy nó ra mình tắt bếp. Vâng, nó đã chín rồi, bây giờ úp xuống. Làm rất nhanh quý vị. Vâng, bây giờ chúng ta bỏ nó qua. Quý vị làm kiểu này là nó vừa nhanh và nó vừa bảo đảm nó sẽ không bị hư bánh hay gì cả. Quý vị canh cứ mỗi một cái bánh như vậy là Mật Lâm nghĩ là chừng khoảng 40 giây là nó xong rồi quý vị. Vâng, nó cũng chưa được chín và nó chưa có trong cái bánh. Khi mà nhìn cái bánh nó trong á, thì nó sẽ được. Bây giờ chúng ta có thể là chờ nó chừng khoảng 10 giây nữa. Vâng, nó nổi lên như vậy là rất là good đó quý vị. Chúng ta có thể sửa nó. Và chúng ta chỉ còn có hai cái nữa thôi là đúng với số lượng mà Mặc Lâm đã làm đó. Với cái số bột và cái nhân này đó thì Mặc Lâm đã làm ở đây được 4, 6, 8, 9 cái tất cả, 9 cái bánh tất cả quý vị. Vâng, bây giờ cái đĩa bánh cuốn của chúng ta đã xong. Cái phần còn lại thì quý vị có thể cắt cắt nó ra để mà thưởng thức với gia đình quý vị. Bây giờ quý vị cắt như thế này. Cắt chia thành từng phần nhỏ ra như vậy, cũng giống như người tiệm người ta làm cho mình ăn thôi. Quý vị thấy cái bột bánh cuốn chúng ta rất là ngon. Mà bây giờ quý vị cho vào đây, lên đây một ít cái tôm cháy đó. Hồi nãy Mặc Lâm đã nói là có tôm cháy đó. Vâng. Và cuối cùng là một vài cái hành phi lên. Hành phi lên nó làm cho thơm cái đĩa bánh của chúng ta quý vị. Tại vì chúng ta không có cái cà cuốn cho nên phải dùng hành phi đỡ cho nó đỡ. Và bây giờ thì nước mắm để đây thì quý vị khi ăn tới đâu quý vị chan lên nước mắm. Mặc Lâm hy vọng rằng cái đĩa bánh cuốn làm tại nhà đó nó sẽ nhắc nhở chúng ta những cái đĩa bánh cuốn rất nổi tiếng của Việt Nam. Và ăn cái đĩa bánh cuốn này hy vọng rằng quý vị sẽ thích cái kênh của Mặc Lâm hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.